Rồi chào các bạn nha. Rồi giờ buổi trưa các bạn, tài xế đang có chuẩn bị gấp lẻ các bạn. Về lại về phà lại nè. Ồ, con XK07 quá. Đi cái tạ quá dài các bạn, quá bự. Quá dài này các bạn ha. Chẳng thấy gọn quá các bạn, nhưng nó gọn hơn à. Ủa về đi đâu ta? Khoảng 17-18 mét chứ không hết các bạn, 17 mét chứ không hết. Cái ghe lại bến đằng kia múc qua để mình lại. Rồi cái nút ở đây nè các bạn. Thôi thì chế cần nhiêu mét. Nhiêu mét? 18 hả? Xe bông thọ vậy anh? Xe ảo bông thọ vậy? Căng 18 mét các bạn. Rồi chủ nhà giờ mấy xích lên để cho bỏ đất mé ra để mới nè. Đắt bà kè đúng không? Rồi xe này giúp lên lanh nha. Và chắc cũng mới nè, mới xuống xe này chắc mới xuống không bao lâu đâu các bạn. Và mình cũng mới tin nè. Xe này ở Mông Thọ rồi. Có hàng cái ở trước cái lái các bạn. Trong trời.
cần làm rất nhỏ các bạn, nên đồng thanh đồng thủ ha, không có bự. Ben đây các bạn. Trời, cái pha này tải các bạn. Qua bển quay cho các bạn xem ha, nó gần hơn các bạn. Mình phải dòng cầu khoảng lên xuống rồi lên khoảng 2 cây. Yeah.